Xin chào tất cả mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà rất là gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại trường đại học Phenica. Với cái căn nhà này được thiết kế và xây dựng độc lập, diện tích 43m², mặt tiền của ngôi nhà ở đây thì trên 3m. Và với cái căn nhà này thì ô tô nhỏ đỗ cửa, thiết kế của nó độc lập một căn, diện tích rộng, hướng nhà là hướng Tây Bắc, nằm ở trên trục ngõ, mặt ngõ nhà nước. Tuy nhiên nó không phải là ngõ thông, nhưng nó cách với lại trục đường ngõ thông khoảng tầm 30m. Căn nhà này bãi đỗ xe ngày đêm ở ngay cạnh nhà, vị trí giao thông đi lại tương đối là thuận lợi. Ưu điểm là được thiết kế xây dựng độc lập một căn, ưu điểm tiếp theo là diện tích rộng. Và ưu điểm tiếp theo nữa thì mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với căn nhà này, sân cổng riêng, quý vị để xe ở ngoài đây. Cổng sắt riêng biệt, rất là chắc chắn. Và mời quý vị vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Thiết kế tối ưu công năng, sử dụng diện tích hợp lý, diện tích rộng cho nên quý khách hàng nào cũng thích. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà đấy, thì Ngọc Ánh đã chia sẻ thiết kế tương đối là rộng. Và ở với cái căn nhà này, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Phần cửa chính của ngôi nhà, ngoài cái phần cửa ở ngoài kia là cửa ngõ rồi, thì ở đây cửa chính thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và nơi Ngọc Ánh đang đứng là phần tầng 1, thiết kế phòng khách của ngôi nhà. Căn nhà này hoàn thiện gần như là chỉ còn một chút về cái dọn dẹp vệ sinh công nghiệp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn cho quý vị. Đây, phần không gian phòng khách của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng ở đây là một cái vách ốp PVC nano với cái độ bền từ 10 đến 12 năm, kệ để TV, gạch lát nền kích thước gạch 60, hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Ở cái phần tầng 1 này thì chủ nhà thiết kế cho mình một chiếc quạt trần, hệ thống trần thạch cao đầy đủ, quan trọng nhất sổ đỏ đầy đủ, giá bán để ở dưới phần miêu tả, quý vị có thể tham khảo trực tiếp tất cả các video giá bán từ bây giờ trở đi là Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị đường, hướng, giá, vị trí quý vị nhé. Tiếp theo, đây là phần không gian phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp này, quý vị có thể nhìn thấy luôn, rất là rộng. Căn nhà này thoáng trước, thoáng sau. Đây, đằng sau có một cái khoảng lưu không rất là rộng, cửa mở ra hút gió, mùa hè thì cực kỳ là mát mọi người ạ, bởi vì cái mặt đằng sau này của nó là hướng đông nam, rất là mát, hút gió cực kỳ. Với cái thiết kế không gian phòng bếp đây, xong hết rồi đó, phụ kiện bếp chất liệu, rồi là tủ bếp thì là tủ gỗ, ở đây là tủ gỗ MDF chống cong vênh, thiết kế hai cái màu đơn giản, màu trắng và màu nâu, cũng rất là sang trọng cũng như là phù hợp với các độ tuổi mọi người ạ. Trong cái phần không gian phòng bếp thì ở đây chủ nhà ốp cho mình ốp gạch luôn, lên trên tới tận trần, tương đối là sạch sẽ. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà cho quý vị, để quý vị có thể tham khảo. Ngoài ra phần tầng 1, ngoài phần để xe này, phòng khách này, phòng bếp này, một phòng lưu không ở đằng sau này, thì ở đây có một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Phần ngăn cách giữa cầu thang đây, với cái phần cửa chính ở đây, chủ nhà nó vách cho mình vách lam, lắp ở đây một cái vách lam gỗ tương đối là đẹp, cũng như là về cái phần phong thủy thì ngăn cái phần cầu thang ra phần hướng cửa chính quý vị nhé. Và mời quý vị theo em lên khám phá cụ thể các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà này thiết kế cho quý vị giống hệt nhau, cầu thang ở giữa và hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong của ngôi nhà. Phần phòng ngủ phía bên trong này đáp ứng cho quý vị đầy đủ này, rất là rộng rãi, cửa sổ hai lớp, hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ đó. Phòng ngủ thì vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Hành lang đi vào các phòng tương đối là rộng. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía mặt ngõ. Tất cả các căn nhà sổ đỏ pháp lý đều chuẩn chỉnh, mọi người hoàn toàn yên tâm. Từ vị trí ngôi nhà này, nó cách với trường đại học Phenica khoảng tầm 2,5 km, cách với khu đô thị Đô Nghĩa 1,5 km quý vị nha. Gần như cái vị trí Hoài Đức này, Đông Lao Hoài Đức này nó giáp với lại Yên Nghĩa luôn, cho nên là nó vẫn được hưởng toàn bộ những cái tiện ích cơ sở cũng như là chợ trường phường trạm theo khu đô thị Đô Nghĩa mọi người nhé. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ thoáng trước và sau. Đây, phòng vệ sinh này thì được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, tương đối sạch sẽ, có để chờ bình nóng lạnh ở phía bên trên này, rồi là sen cây tắm nóng lạnh này, đầy đủ bồn cầu.
Nói chung ở đây điện nước xong hết rồi, quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt như tầng 2. Như vậy lên trên phía tầng 3, ngôi nhà này có 4 phòng ngủ riêng quý vị nhé. Diện tích rộng, sân cổng riêng. Tầng 1 phòng khách, phòng bếp riêng. Đó, ban công mở thực tế. Với cái cụm dự án này ấy, thì Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ đầu, nó nằm ở mặt ngõ, tuy nhiên nó không phải là ngõ thông. Nhưng căn này cũng không phải là căn cuối cùng của ngõ. Đó, nó còn hai căn nhà nữa, mới đến căn cuối cùng quý vị nhé. Phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3 đây. Nói chung căn nhà này thiết kế tương đối là chỉnh chu, phù hợp với giá bán, diện tích và vị trí cho quý vị. Phần cuối cùng của ngôi nhà, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4 nha. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị ở trên có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng riêng rất là rộng. Bởi vì tầng 2, tầng 3 là thiết kế phòng vệ sinh ở giữa. Trên tầng 4 chỉ thiết kế một phòng riêng thôi. Cho nên nó rất là rộng. Mọi người ạ, cực kỳ là rộng. Phòng này thì quý vị có thể ngăn cách ra nếu như muốn thêm phòng, sử dụng thêm công năng. Phần còn lại là phần sân phơi. Đây, sân phơi của ngôi nhà. Sân phơi của ngôi nhà rất là rộng rãi. Vì đứng từ vị trí này cũng có thể nhìn thấy khu đô thị Đô Nghĩa, chợ trường phường trạm, tiện ích sinh hoạt học hành cũng như là mọi cái xung quanh. Đối với một hộ gia đình thì rất là gần gũi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.